chương trình liên hoan vui văn nghệ ở quán bia đường Thanh Nhàn, quán ông Thọ. Sau rất nhiều năm gặp nhau, quay rồi, đang có lời dẫn tại quán bia ông Thọ thì anh em chúng tôi. Ông Thọ đường Thanh Nhàn. Vâng, ông Thọ đường Thanh Nhàn. Anh em lâu ngày gặp nhau, có anh Khánh là người cao tuổi nhất, chiến sĩ kỳ cựu của vận tải đường, Trường Sơn, vận tải Đường Sơn và quá Trường cảnh Sơn. Trường Sơn và quá cảnh sang Lào là trưởng đoàn xe quá cảnh. Vâng, cũng có mặt hôm nay, may là gáo không bỏ lại miền Nam, vẫn về đây để uống bia với anh Trần Nhật Quang, là một nhân tố rất tích cực của thủ đô Hà Nội trong vấn đề xây dựng và bảo vệ đất nước. Nay có mặt ở quán bia, có bia có gì đâu ạ, chỉ bia cỏ với lại lạc thôi, lạc bánh đa nhưng rất bùi. Giờ muốn chương trình gì nhỉ, văn nghệ tí cho nó vui đi. Nhân dịp chúng ta được ngồi cùng với lại anh Khánh, cựu chiến binh thời đánh Mỹ, anh cả đấy cái tuổi thanh xuân của anh. Rồi. Anh đã rong ruổi vượt Trường Sơn, chở súng đạn lương thực thực phẩm ra chiến trường với tất cả cái lòng biết ơn khâm phục. Thì hôm nay em sẽ có vui hát tặng anh mấy cái bài cho nó vui anh ạ. Rồi, rất cảm ơn. Sau khi Quang hát thì mình cũng hát một bài mà đúng sở trường của những cái năm, của một năm đầu tiên mình xa gia đình khi mà dịp Tết trong như vậy là chiến dịch MKC8 năm 1972. Vâng. Mùa xuân năm nay bao cô gái xinh xinh tuổi 18 đôi 10 đang chờ người yêu cô đâu, hỡi cô gái chốn này suốt ngày đêm cô ngóng trông ai. Em không yêu binh nhất, em không yêu binh nhì, một tháng năm đồng. Em không yêu chiến sĩ, em không yêu anh vì tiền không có nhiều. Tình tang tình em đi tìm trung úy, lương đã nhiều vai lại đeo đài. Chồng em đi bê nhiều tiền em tiêu, yêu chiến sĩ mỗi tháng lương chỉ có 5 đồng. Không xứng duyên tình với người em yêu. Còn đây lương 100 đồng, xuyên nhẫn đồng hồ chính là người em yêu. Mùa xuân năm nay vẫn cô gái năm xưa, xe phơi phới tay đeo đồng hồ. Người yêu cô đâu, hỡi cô gái chốn này. Tự nhiên quên nhỉ, thôi cứ tạm thế đã, thôi nhân cứ tắt xong thì tí về nối. Anh Khánh ơi, trên đường về thì em nhớ ra đoạn 2 rồi đấy, em với nhân dừng lại đây để em hát lại cái đoạn 2 anh nhá. Rồi xong rồi em sẽ gửi cái đoạn 2 cho anh nhá. Mùa xuân năm nay vẫn cô gái năm xưa, xe phơi phới tay đeo đồng hồ. Đầu cô phi dê má lùm đồng tiền,
áo Hồng Kông dẹp lê cô đi. Cô nheo nheo đôi mắt, cô nghênh nghênh cái đầu để cô ngóng gì. Cô đang yêu Trung úy hay cô đang chan trường vì Trung úy già. Tình tang tình tôi là chiến sĩ, tuy ít tiền nhưng lại tự hào. Tuổi 20 dạt dào xuân sang, đang phơi phơi cùng tiến lên theo bước anh hùng. Rừng núi chập trùng tôi đều băng qua, còn hơn lương một tháng 100 đồng mà họp râu dài tóc lại điểm hoa dâm. Em không yêu anh nữa, em không yêu anh vì tuổi anh đã già. Em không yêu Trung úy, em không yêu anh vì tuổi anh đã già. Tình tang tình em đi tìm chiến sĩ, tuy ít tiền nhưng lại tự hào. Tuổi 20 dạt dào xuân sang, đang phơi phới cùng tiến lên theo bước anh hùng. Rừng núi chập trùng anh đều băng qua. À, được không anh Khánh? Đấy, anh nhá, đây là cái bài hát cũng là do các chiến sĩ sáng tác. Sau này họ lại trình bày cho đại đội trưởng nghe. Đại đội trưởng cũng vỗ tay thôi. Chúng mày bôi bác tao nhưng mà không sao cả. Đấy anh ạ, đấy. Thì các cựu chiến binh kể lại cho em như thế, và các cựu chiến binh đã dạy cho em cái bài hát này đấy anh ạ. Anh nhá, rồi chào anh. Rồi em hát tiếp tiếp bài nữa nhá. Bây giờ sang cái bài đúng cái nghề của anh, nghề vượt Trường Sơn anh nhá. Chú ly thì hát thì chú cứ hát. Vâng, để cho anh nghe. Vâng, ở đây là có mấy o nữa. Vâng mấy o nữa ở đây. Vâng. Nó vui vui anh ạ. Đấy. Theo bác tài vàng đeo tai nặng chịu ngồi cabin, em thấy thì hơn là ngồi trên thùng vì có đệm lò xo. Zin xe zin bọc còi, mấy anh trong Nam ra đứng bên đường vẫy chào ô tô, mà bạc tải cứ bờ đi với tốc độ đường xa lao nhanh. Đường thẳng băng bác cài số 4 kia đằng xa có mấy o đang chờ, kia trông 1 2 3 4 5 6 7 o thiếu nữ đang vẫy xin xe. Bác vội hãm xe lại hỏi bằng giọng Vĩnh Linh, các o xin đi mô. Bác đi đến đâu đi, bọn em đi đến đấy. Phiền bác lái tí, cháu về thăm quê. Đồng ý chứ bác, xin mời lên xe. Nó cũng vui anh nhỉ. Nó hơi bôi bác nghề lái xe Trường Sơn của anh tí. Nhưng mà đấy là đây không phải bôi bác. Tôi có thể chấn ai câu nói của chị, đây không phải là bôi bác, mà đây là một độ vấn đề tình cảm sự thật của những người sống và làm nghề vận tải trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Vâng, đồng ý. Vâng, anh ơi, nhưng mà chính
cái bài hát này nó gọi là nó cù các anh. Đấy, nhưng mà lại chính là do các cựu chiến binh lái xe họ họ sáng tác ra nhỉ. Vâng. À, trong chiến tranh con người ta nói chung về vật chất và tinh thần nó buồn chán vâng. Tốn các điều thì cái văn nghệ gọi là như vậy là người ta gọi là quần chúng thì đó không phải văn nghệ quần chúng mà cái vấn đề là văn văn nghệ hài hước vâng. Là nó sinh ra để vâng. Như vậy là cũng là một phần động viên và như vậy là kích động cái tinh thần của người lính làm sao hoàn thành nhiệm vụ đúng chính xác đúng không? Vâng. À, thế bây giờ lại một cái bài về cái nghề nghiệp và vận tải chiến trường của anh nhá. Xe anh zin khơi em lắm nàng ơi, có đi xe zin lên ngồi cá bin, sờ vào coi nó kêu bin bin, sờ vào đuôi mắt em lim dim, tay lái choàng ra nó mấy cành cánh càng. Rồi cái bài này thì nó chọn lại lên anh ấy. Xe đạp nhá, anh nhớ cái thời đánh Mỹ ấy, mình toàn đi xe đạp anh ạ. Xe anh không phanh không chuông không gác đờ bù, bất lai cô em lao vào ngã tư, chợt giật mình thấy anh công an, một hồi còi rít lên ngân vang, bốn túi một sao chú đã nhìn thấy tôi. Một lát một tờ hóa đơn tôi đưa cho chú 100.000, lửa hờn rực cháy trong tim, cái nữa thì sẽ phạt đền bằng hai cao quá. Không sao, ta vẫn bỏ qua. Mọi người xung quanh nghĩ đến xem tôi ngước nhìn em, tôi ngước chít người. Bốn túi một sao cho phép tôi chuẩn đồn công an, tôi lao qua cầu Long Biên, tôi lao nhanh. Xe xì hết hơi. Xe tôi không phanh không chuông không gác đờ bu, vẫn lai cô em lao vào ngã tư, chợt giật mình thấy anh công an, một hồi còi rít lên ngân vang, bốn túi một sao chú đã nhìn thấy tôi. Một lát một tờ hóa đơn tôi đưa cho chú 100.000, lửa hờn rực cháy trong tim, cái nữa thì sẽ phạt đền bằng hai. Mọi người xung quanh nghe đến xem tôi ngước nhìn em, tôi gương chín người, bốn túi một sao cho phép tôi chuồn đồn công an, tôi lao qua cầu Long Biên, tôi lao nhanh, xe xì hết hơi. Được không anh?